đường đó hả? Trời trời. Lật bề lên. Nãy giờ nó hết cái chất ở giờ trên mặt lớp mặt rồi, giờ mình lấy đũa mình trở bề nó lên. Mình hết hết được những cái chất trồng cỏ, trồng cây đó thì nó mới tốt. Gán đi. Không có ai lo cho đâu, gán là tự mà lo. Thuốc thì uống cho hết, cho đầy đủ, đúng liều, không cần uống dư, uống đủ thôi. Mẹ bệnh rồi, giờ gì mẹ qua rồi, mẹ chỉ gán nào sao.